Nam tước George Gordon Byron, một thi sĩ người Anh, sinh năm 1788 và mất năm 1824. Ông có kể lại một câu chuyện như sau. Hôm ấy có một con tàu chở hành khách rẽ sóng lướt đi trên mặt biển bao la. Bỗng chốc bầu trời bị che phủ đen đặc, rồi giông tố ầm ầm thổi tới, mưa càng lúc càng to, gió bão càng lúc càng lớn. Mọi người đều lo sợ hãi hùng. Nhưng một thủy thủ đứng ở mũi tàu đang vất vả cố gắng hạ buồm xuống cho bớt lộng gió, thì anh chợt nhìn thấy có một em bé đang ngồi chơi trên cầu tàu. Em bình tĩnh nhìn con tàu nghiêng ngửa và đôi khi còn tỏ ra thích thú giữa lúc con tàu bị sóng gió tả tơi. Thật sự em cứ như là không có gì đang xảy ra xung quanh. Lấy làm kinh ngạc, anh thủy thủ dương to đôi mắt hỏi em bé: "Ồ, em không sợ chết sao?" Em bé lắc đầu thản nhiên trả lời: "Em không sợ. Mà sao lại phải sợ chứ? Chính ba của em đang cầm lái con tàu này mà."